Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, tàu kiểm ngư 9226 của Việt Nam tiến gần vào vị trí nơi Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khi phát hiện tàu kiểm ngư Việt Nam cách giàn khoan khá gần, phía Trung Quốc bắt đầu cuộc tấn công. Theo đó, Trung Quốc đã điều 15 tàu hải giám và hải cảnh, các tàu cá bán vũ trang bao vây tàu kiểm ngư của Việt Nam. Các tàu hải giám và hải cảnh của Trung Quốc tập trung lao thẳng vào tàu 9226 và các tàu kiểm ngư của Việt Nam. Một tàu hải cảnh của Trung Quốc bất ngờ dùng súng bắn nước tấn công vào tàu kiểm ngư 9226 từ phía sau. Các tàu Trung Quốc còn giàn trận với mục đích dựng chuyện cho rằng tàu Việt Nam chủ động tấn công các tàu Trung Quốc. Các tàu phía Trung Quốc đã liên tục xịt vòi rồng với áp lực rất lớn lên tàu kiểm ngư của Việt Nam tại các vị trí ống khói, cabin và hệ thống anten nhằm làm cắt đứt nguồn thông tin liên lạc. Rất may các thuyền viên trên tàu 9226 đều an toàn. Trước sự manh động của tàu Trung Quốc, tàu 9226 đã quyết định sử dụng súng bắn nước để đáp trả lại tàu hải giám và hải cảnh của Trung Quốc. Cuộc đối đầu trong sáng nay diễn ra trong hơn một tiếng. Gần 10 giờ, tàu Trung Quốc rút lui. Tàu 9226 của Việt Nam bị thiệt hại một phao bè, một anten Vinasat bị thổi xuống biển, một loa tuyên truyền bị hỏng nặng. Cũng trao đổi với phóng viên VTC14, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đàm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, hành động này của lực lượng Việt Nam nhằm tự vệ và hạn chế thiệt hại của tàu cùng thuyền viên trước sự tấn công của các tàu Trung Quốc, và quan trọng là cản phá kế hoạch giàn trận của các tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam.